Hello, chào cả nhà nha. Hiện tại Bửu đang có mặt tại công viên của Hà Thanh. Bửu đang đi trên đường Lê Thanh Nghị nha cả nhà. Bửu sẽ đi đến chợ Điện Biên Phủ. Bửu sẽ quay lại bên trong chợ Điện Biên Phủ. Bà con tiểu thương buôn bán những mặt hàng gì nha. Bửu sẽ quay lại cho cả nhà xem. Thời tiết hôm nay tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì rất là mát mẻ nha cả nhà. Buổi sáng nha, nhưng buổi trưa thì không khí rất là nóng nực nha cả nhà. Bà con thì cũng ra đường rất đông nha. Hiện tại bây giờ là khoảng 6 giờ rưỡi sáng nha. Không khí rất là dễ chịu. Đường Lê Thanh Nghị thì một con đường rất là đẹp nha cả nhà. Hai bên thì công viên nhà nước đã quy hoạch những cái công viên rất là đẹp nha, và chăm sóc những cây hoa thì cũng thấy rất là đẹp, và đường thì rất là sạch sẽ nha cả nhà, rất là thoáng mát nha. Bảo đang đến gần cầu Lê Thanh Nghị nha cả nhà. Cầu Lê Thanh Nghị nha. Đó, trước mặt cả nhà là cầu Lê Thanh Nghị đó. Là đường Lê Thanh Nghị thì đi lên hướng giáp với đường Điện Biên Phủ nha. Đường Lê Thanh Nghị thì một con đường hai chiều rất là đẹp nha cả nhà. Phương tiện qua lại trên đường thì cũng rất đông. Quy Nhơn thì bắt đầu vào mùa hè nha cả nhà. Và mùa hè thì những du khách đến thành phố Quy Nhơn du lịch rất là đông nha. Những bãi biển thì chiều chiều nào cũng bà con tắm biển, khách du lịch đến tham quan thì rất đông nha cả nhà. Bảo chuẩn bị đang đến đường Điện Biên Phủ nha. Trước mặt cả nhà là đường Điện Biên Phủ nha cả nhà. Tòa nhà mà cao cao trước mặt cả nhà là chung cư Riverside nha cả nhà. Rất là cao cấp nha. Tòa nhà thì rất là cao. Ở đây thì thấy Bửu thấy rất là nhiều xe nha, xe tải nha cả nhà. Vì gần đây thì Bửu thấy có rất nhiều công ty. Tòa nhà rất đẹp nha cả nhà. Tòa nhà thì có hai tòa nha, được thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng nha. Bửu đang chuẩn bị vào chợ Điện Biên Phủ nha. Đây là đường vào chợ Điện Biên Phủ này. Bảo đang đi vào chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà. Mời cả nhà cùng vào chợ Điện Biên Phủ tham quan với Bảo nha. Thank you.
Trước mặt cả nhà là chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà. Hello, chào cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Vũ đang có mặt tại chợ Điện Biên Phủ của phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Bộ sẽ vào bên trong chợ, bộ sẽ quay lại bên trong chợ. Bà con buôn bán những mặt hàng gì, bộ sẽ quay lại cho cả nhà xem nha. Mời cả nhà cùng vào chợ Điện Biên Phủ của thành phố Quy Nhơn tham quan với bộ nha. Trước mặt cả nhà là đưa vào chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà, của phường Nhân Bình nha, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ở chợ thì bà con buôn bán cũng rất là nhiều mặt hàng nha, hoa quả và dừa. Sáng hôm nay thì khí hậu tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định thì rất là mát mẻ nha cả nhà. Bà con thì cũng đi chợ, sáng hôm nay đi chợ rất là đông nha. Tốt lắm à. Bị chờ vậy đâu. Áo này, bữa lang thang này. Tên gì? Bữa lang thang này. Bữa giờ có cô. Hẹn bà con nha cả nhà, đi sáng nha. Bà con sáng rất đông. Chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà, bộ xe vào bên trong nha. Thì bên trong chợ nha cả nhà, bà con thì cũng buôn bán trái cây rất là nhiều nha. Trái dạ vừa đẹp ấy, bà con buôn bán trái cây nha cả nhà. Sáng vừa sớm chị. Quay sống hả? Quay gì vậy? Dạ. Quay đang đi thuốc đó mà. Bà con trong chợ thì sáng hôm nay thì
bà con đi chợ rất đông nha cả nhà. Chợ chợ rất là sạch sẽ nha. Bà con ở chợ này rất sạch sẽ, rất là yên tĩnh nha cả nhà, đông vui nha. Tại giờ là 7 giờ sáng nha. 7 giờ sáng thì bà con đi chợ cũng chưa có đông nha cả nhà. Hôm nay thì khí hậu tại thành phố Quy Nhơn rất là mát mẻ dễ chịu nha. Mua xong rồi anh bác. Bà con nè, trong chợ nha cả nhà. Con đi chợ rất sớm nha cả nhà. 7 giờ mà thấy ba con cũng đi chợ rất nhiều nha. Chị bán ở chợ lâu chưa? Hả? Chợ chắc thành lập chắc cũng mười mấy 20 năm nè. Mới 10 năm mới xây giờ chợ mới 10 năm. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi con cá con này cá giò cái gì đây nè, tiền cá tôm cá bóng cá tép gì tôi đưa lấy mấy làng anh muốn mấy làng cũng không cho lựa đâu vậy. Thịt heo này. Thịt bán thịt nha cả nhà. Ừ quá nha. Bà con mừng một cái ngôi chợ cũng chị bao nhiêu rồi. Quay chị ơi, chị sáng thấy bán vui vẻ quá mà. Mùng 1 là vui vẻ quá, chúc cả tháng bán đất nha. Dạ, vui vẻ quá. Chị cũng bán tôm cua cá nữa nè. Tôm cua cá đi, bây giờ quá chứ. Dạ. Quay tập rộng tôm cua trang đầu cho. Quay lại, quay sát cua như thế này. Quay sát cua luôn ấy. Quay sát cua vô chứ. Dạ, quay sát luôn. Ở đây quay chứ vậy? Quay đang YouTube luôn rồi. Quay đây YouTube lên. Dạ. Là chương trình gì mà quay lên YouTube nào? Bà con xem chợ Điện Biên Phủ nha. Quay chợ Điện Biên Phủ bà con xem. Quay chợ Điện Biên Phủ là bà con xem ấy. Dạ. Không lên vậy không lên ký được rồi. Cài lại tải lại tới điện thoại tải lại. Cái đó nói vậy á. Bây giờ là...
ai cũng đẹp mà, chợ Điện Phủ ai cũng đẹp hết. Chiêu mẫu không à? À, không thiệt. Thì chợ Điện Phủ nhiều người đẹp quá. Dạ. Bộ bán xôi thì rất là nhiều loại xôi nha. Bộ thấy thì khoảng 5-6 loại xôi nha cả nhà. Rồi rất là nhiều loại xôi nè. Màu sắc rất là đẹp nha. Đủ loại xôi nè. Đẹp cả nhà. Bán tới 6 loại xôi nha. 5 loại. 5 loại nha cả nhà. Rồi rất là chất lượng nha. Cũng lên ăn á. Dạ. Quay đang YouTube thôi mà. À đang lên. Dạ. Cô bán xôi thì bà con cũng mua rất đông nha. Khách hàng đến mua cũng rất là vui vẻ nha cả nhà. Anh cũng gần đây luôn hay sao? Anh ở gần đây luôn ấy. Dạ. Dạ. Nói chuyện về vui vẻ rồi. Dạ. Ông nói sầu giò, sầu bắp, sầu đồ gì đủ loại mà. Chủ bán xôi mà màu sắc cũng đẹp mà chủ cũng đẹp gái nữa mà. Giỏi giang rồi vui vẻ nữa chứ. Ông mua xôi luôn á, phải không? Có hot girl mua xôi nữa nha cả nhà. Vừa đặc sản của Bình Định nha, vừa tâm quan nha cả nhà. Không, cả nhà thấy không? Tạ quan. Bà con đây là gian hàng bán rau củ quả của bà con ở chợ Điện Phủ nha cả nhà. Rất là nhiều loại rau củ quả nha. Cả nhà nào. Rất là nhiều loại rau củ quả nha. Rất là tết mát nha. Con thì sáng nay thì đi chợ mua rau củ quả. Hôm nay là ngày rằm nha cả nhà. Bà con đa số thì mua đồ nấu chay, nấu chay nhiều nha cả nhà. Bà con mua nè. Đây. Bỏ ra một cái nha. Chị. Chị.
Muốn thứ nữa. Chị muốn một loại nữa. Chị muốn loại nữa. Thấy củ lan này nó đẹp hơn không? Nó láng hơn. Mà chắc nó cũng kia củ lan này chắc cũng ngon lắm á. Hả? Mà sao nó thấy nó sần sần không? Đây là phía mặt sau của chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà. Bà con thì cũng buôn bán đồ gia dụng nha. Chén tổ rau rổ gì lum nha cả nhà. Rau rổ gì lum á. Em đi kêu danh nè. Cái gì đi? Cái đi tập thể dục. Tập thể dục nha cả nhà. Cái tập thể dục nha. Dương Hà gian hàng bán quần áo nha. Bán cơm với chị à, bún thịt nướng nha. Bún thịt nướng với cả nhà, nướng thịt rất là thơm nha. Bánh ướt rồi bún thịt nướng thì đủ rồi nha. Tố nha cả nhà, nước xe dân tố là chợ Điện Phủ nha bà con. Dạ, quay sinh tố à, nước sinh tố mà rồng má nước sinh tố nha cả nhà, rất là nhiều loại nước nha. Có một người đẹp nướng cà nha cả nhà. Ngày mấy chục ký vậy nè. Dạ. Nướng cà nha cả nhà. Cà lui nè.
cà xanh không có được. Cà xanh, cà tím của anh, cà này cũng có. Ở chợ Điện Biên Phủ thì rất là nhiều bà con nướng cà nhỉ. Đặc biệt cũng có hai người nữa. Dạ. Lồng, nướng trong lồng cũng nhỉ. Mà vậy mình bán bao nhiêu tiền trái? Dạ 7.000, 8.000. 7.000, 8.000 trái. Tùy trái to nhỏ nữa. Dạ đúng rồi, 5.000, 6.000 cũng có anh. Đúng rồi. Cà nha con. Ở chợ Điện Biên Phủ thì bà con nướng cà nha. Cà là nướng thì cà lùi, thì cà tím và cà xanh nha. Nướng rất là thơm nha cả nhà. Ăn rất là ngon nha. Cả nhà nào có muốn mua cà thì đến chợ Điện Biên Phủ nha. Có dịch vụ nướng cà luôn nha cả nhà. Còn món chè nè. Chè là đông nha cả nhà. Bún nha, quán bún nha mọi người. Còn ăn sáng nó rất là đông nha. Nha nha, kiểu tôm mực rất ngon nha. Tôm rét rất là ngon. Đó, nha đó. Rất là đã nha. Tôm bà luôn hay hả? Con bánh chèo sẵn ngon. Là bên hông của chợ Điện Biên Phủ nha cả nhà. Chợ Điện Biên Phủ thì cũng mi mô, diện tích thì cũng rất rộng nha. Thì bổ thấy Điện Biên Phủ thì thấy bà con đi chợ thì cũng đỡ xe ngoài đường nhiều nha. Bổ thâu không thấy cái bãi dưới xe nha cả nhà. Rất là đông bà con đi chợ. Và Lê Bộ sẽ kết thúc video tại đây cho cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương bên gia đình và người thân yêu của mình nha. Bye bye cả nhà nha.